Cả họ thất bát đầu ốm liên miên, con cháu cải mộ thất kinh khi thấy sọ mọc điềm dữ của quỷ. Dù tin hay không thì tâm linh vẫn luôn là yếu tố cực kỳ khó lý giải đối với con người. Đó là khi những sự việc hiện tượng phi logic nhưng vẫn xảy ra, đến khoa học cũng không thể giải thích. Cách đây ít ngày, một cư dân mạng người Malaysia đã chia sẻ câu chuyện trong chính gia đình mình lên mạng xã hội, khiến nhiều người càng tin rằng không nên xem nhẹ vấn đề tâm linh. Người này cho biết, vài năm trở lại đây, dòng họ của cô có rất nhiều người lâm vào cảnh bệnh tật hay đen đuổi về mặt tiền bạc. Vẫn xui đeo bám dày dẳng khiến cả họ phải họp khẩn cấp và đồng loạt cho rằng nên tới gặp thầy bói để nhờ cậy. Có thể tổ tiên của mọi người đã hóa thành quỷ dữ, mọc răng và bắt đầu ăn thịt con cháu. Điều cần làm bây giờ là lập tức cải mộ tổ tiên trước khi những điều tồi tệ tiếp tục xảy ra, thầy bói phán. Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trưởng họ vẫn quyết định nghe theo lời của thầy bói, tìm ngày lành tháng tốt, huy động con cháu đến khai quật mộ cụ tổ. Tất cả được diễn ra bình thường theo đúng quy trình cho đến khi nắp quan tài được mở ra. Điều lạ lùng là thi hài của cụ tổ đã phân hủy gần hết, riêng phần xương đầu thì vẫn còn khá nguyên vẹn. Thậm chí, chiếc răng còn sót lại vẫn chắc chắn như của người sống. Cảnh tượng này khiến con cháu không khỏi sợ hãi và thêm tin vào lời phán của thầy bói. Sau đó, họ đã nhanh chóng đem phần thi hài còn sót lại của cụ tổ đi hỏa táng với mong muốn phá bỏ vận xui. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bên dưới bài viết. Thật sự có chuyện như vậy hay sao? Các bạn đã quyết định đúng đắn đấy. Mong rằng cả dòng họ sẽ thay đổi được vận mệnh, một cư dân mạng cho hay. Tuy nhiên một số khác thì lại cho rằng đây là hiện tượng hoàn toàn có thể xảy ra chứ không liên quan đến vấn đề tâm linh. Bạn sai rồi, những gì cần làm không phải là động chạm đến phần mộ tổ tiên mà đưa người bệnh đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Thời đại nào rồi mà vẫn còn có người tin vào lời thầy bói chứ? Làm vậy là bất kính với tổ tiên đó, nhiều cư dân mạng đồng loạt gay gắt. Trước khi đọc bài này, bạn phải cân nhắc kỹ, vì muốn chuyển tải những thông điệp cảnh báo về tai nạn giao thông có hiệu quả, tác giả buộc lòng phải kể những chi tiết tương đối nhạy cảm, mặc dù có gia giảm mức độ mang tính kinh dị, nhưng sẽ ảnh hưởng đối với những người dễ xúc động. Xuất xứ rùng rợn, hầu như dọc các tuyến đường bộ, đường trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường người ta chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông mép rạch. Thế nhưng, thử hỏi thăm lại lý lịch những ngôi miếu ấy, khi nghe xong, chắc chắn ai cũng phải rùng mình. Ngoài trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà để thờ thổ thần, còn lại hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu để nhang khói cho những người đã chết oan, chết thảm khóc giữa đường. Vì vậy những ngôi miếu ấy được gọi tả là miếu oan hồn, miếu cô hồn hoặc miếu vong hồn. Những cái chết rùng rợn, chết oan giữa đường chiếm số ít là do ngã bệnh đột quỵ, số đông còn lại thuộc về tai nạn giao thông. Mà đã chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết hiền. Chuyện nạn nhân bị phanh thây, tay một nơi, đầu một nẻo đã ám ảnh tâm trí của những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, người ta thường thấy ma quỷ, và khi có người bị ma nhát, quỷ ghẹo, những nơi ấy, người ta lập ngay miếu thờ. Vì mặt tâm linh, người ta cho rằng những con miếu ấy sẽ giúp vong hồn người chết được siêu thoát, không quấy rầy người còn sống. Vì mặt xã hội, những cái miếu ấy xem như biển báo cho những người điều khiển xe trên đường biết rằng nơi đây thường xảy ra tai nạn chết người rùng rợn. Tại cây số thứ 25 Bào Cỏ, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh, có một ngôi miếu nhỏ. Theo lời kể của người dân nơi đây, cái chết đầu tiên xảy ra nơi đây vào năm 1975 là một cô gái. Thời điểm đó, con đường này chưa tráng nhựa, nhà cửa thưa thớt. Đó là con đường của cánh xe be tải gỗ đại thụ nặng hàng chục tấn từ rừng già Campuchia về. Hàng đêm, từng đoàn xe be chạy rung rinh mặt đất cho đến sáng để trốn thuế kiểm lâm đặt chốt tại Tân Trung. Mỗi đoàn xe chỉ có chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng mở đèn. Những chiếc chạy giữa chỉ mở đèn gầm mờ mờ. Một buổi sáng sớm, người dân địa phương rúng động khi phát hiện xác chết của một cô gái nát bấy nằm giữa đường. Có lẽ tai nạn xảy ra từ lúc nửa đêm và từng chiếc xe nặng hàng chục tấn cứ liên tiếp nghiền xác cô gái cho đến khi phát hiện
Người dân địa phương phải nhặt từng mẫu xương và một chút thịt còn lại vương vãi lẫn với đất cát để mang về mai táng. Không hiểu vì sao, cái đầu của cô gái còn nguyên vẹn nằm lăn lóc trong một vạt cỏ hôi cao quá đầu người. Bẵng đi một thời gian, đêm nọ, bà Hai là người mẹ chiến sĩ đã từng bám trụ vùng đất cách mạng từ thời kháng chiến đến lúc đất nước thống nhất, có chuyện cần phải đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn giao thông ban đêm. Bỗng nhiên bà trông thấy một mái tóc đen dài xõa từ ngọn cây xuống đến mặt đường. Bà thuộc loại yếu bóng vía nên bình tĩnh bước đến gần để xem đó là gì. Qua ánh sáng nhập nhoàng của ánh trăng đêm, bà trông thấy một cái đầu không có thân hình, cái đầu mang gương mặt đầy máu đang lơ lửng trên cành cây xanh, đang nhe răng cười. Bà quét lia ánh đèn bình ắc quy soi thẳng vào gương mặt kia, ngay lập tức gương mặt biến mất. Không tin dị đoan, bà quay trở về nhà báo cho chính quyền cách mạng lâm thời, rồi xách súng huy động mấy đứa con đang là du kích xã ra bao vây khu vực đó. Bà nghĩ một phần tử nào đó đang mượn chuyện ma quỷ nhát bà với mục đích quấy rối trị an. Thế nhưng lùng sục suốt đêm vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Ngày hôm sau, chính anh con trai út của bà đi sau, người con rể thứ năm của bà Hai sử dụng chiếc Honda 67 đi công việc. Khoảng 12 giờ trưa, anh về đến ngõ nhưng không quẹo vào mà đâm thẳng vào gốc cây, xảy ra chấn thương sọ não. Khi người nhà chạy ra sơ cứu, mặt mồm khóe mắt lẫn lỗ tai ứa máu, anh vẫn cố thiều thào nói đứt quãng: "Nó ở trên cây, chỉ nói có vậy anh tắt thở." Sau này rất nhiều người dân đi qua ngõ đó vào ban đêm hoặc trưa vắng, thỉnh thoảng lại thấy cái đầu có mái tóc dài lơ lửng trên ngọn cây xanh. Sự việc được báo cáo với công an huyện. Lúc đó, ông Sáu là trưởng công an huyện đã ghi nhận sự việc vào sổ tay để đặc biệt quan tâm theo dõi hiện tượng, nhưng không có kết luận. Người dân đã tự nguyện đem cây lá đến gốc cây, lẳng lặng cất ngôi miếu nhỏ đang khấn vái, cầu xin cô gái đừng quấy phá để họ yên tâm đi thăm đồng khuya sớm. Từ đó cái đầu không còn thấy xuất hiện nữa. Cho đến tận bây giờ, khi con đường đã được trắng nhựa khang trang, rộng rãi, thoáng đãng, nhưng thỉnh thoảng nơi đó vẫn xảy ra tai nạn giao thông.